Xin chào quý vị, đây là chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 29 tháng Chạp, cũng là ngày 30 Tết. Trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa, chúng ta sẽ bước sang năm mới Bính Thân. Trong rất nhiều những công việc phải làm trong ngày cuối cùng của năm, thì trong một gia đình, một điều quan trọng không thể thiếu từ nhiều đời nay, đó là chuẩn bị mâm cỗ tất niên, mâm cơm tất niên. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu câu chuyện về mâm cơm tất niên trong đời sống người Việt cùng với khách mời của chúng tôi, nhà nghiên cứu văn hóa, tiến sĩ Hồ Văn Tường. Thời gian trôi qua, bao nhiêu thứ rồi cũng nhạt nhòa dần. Nhưng bữa cơm tất niên trở thành phong tục, nét văn hóa đậm giá trị tinh thần, in sâu trong tiềm thức của mỗi người Việt Nam. Bữa cơm tất niên không chỉ là bữa cơm đơn thuần, mà trở thành sợi dây vô hình gắn kết tình cảm thân thương giữa các thành viên trong gia đình mỗi khi Tết đến xuân về. Theo phong tục tập quán của dân tộc ta, bữa cơm này chỉ bao gồm những thành viên trong gia đình, tập trung toàn thể con cháu từ mọi nơi tụ họp. Trước tiên là để báo cáo cho tổ tiên biết tình hình làm ăn, kết quả học tập của con cháu trong năm vừa qua. Sau đó là mời tổ tiên về ăn Tết cùng gia đình, phù hộ cho con cháu sang năm mới sức khỏe, làm ăn gặp nhiều thuận lợi và may mắn. Trong ngày cuối năm rất là bận rộn như thế này, thì cũng rất là vui được ông đến trường quay để chia sẻ câu chuyện về bữa cơm tất niên ngày Tết. Chúng ta biết là trong ngày tất niên thì có rất nhiều việc một gia đình phải làm, dọn dẹp nhà cửa, mua sắm những cái gì đó để chuẩn bị đón Tết, rồi là đón những người đi xa trở về. Đó là rất nhiều việc như vậy. Nhưng mà có một cái việc người ta nói là không thể thiếu được, đó vẫn là chuẩn bị một mâm cơm tất niên, bữa cơm tất niên. Vậy thì trước tiên xin ông có thể chia sẻ bữa cơm tất niên thì có ý nghĩa như thế nào trong đời sống của người Việt chúng ta? Trước hết thì có thể nói rằng là cái bữa cơm tất niên đó là cái bữa cơm mà mang ý nghĩa rất là sâu rộng. Về mặt tâm linh thì có thể nói đó là một bữa cơm trước khi mà mọi người trong gia đình cùng nhau tham dự trong không khí ấm cúng thì mâm cơm được dâng lên bàn thờ tổ tiên. Với cách gọi rất là thông thường của người Nam Bộ đó là trước cúng sau ăn. Có thể nói với mâm cơm đó mang ý nghĩa là tất cả tâm thành của các thế hệ con cháu dâng lên tổ tiên ông bà nhân ngày xuân về đó. Và do đó để mời tổ tiên về thương hưởng, sau đó thì đến các thế hệ con cháu thụ hưởng lộc của tổ tiên. Đó là ý nghĩa về mặt tâm linh. Ý nghĩa thứ hai, cái bữa cơm tất niên thì có thể nói rằng ở bữa cơm đó là bữa cơm mà tất cả thành viên trong gia đình đều tập họp về để cùng tham dự, để đón xuân về Tết đến, để có thể trao đổi với nhau những cái chuyện vui buồn, những thành tựu cũng như những cái thất bại trong năm, để chia sẻ lẫn nhau, để rút kinh nghiệm lẫn nhau, để rồi cầu mong qua năm mới có một cái sự tiến bộ hơn, thành đạt cao hơn. Như vậy rõ ràng là mâm cơm tất niên nó không giống như mâm cơm ngày thường. Mâm ngày thường rõ ràng là chỉ để ăn thôi, nhưng khi gọi là chỉ để cần ăn cho no. Còn mâm cơm tất niên thì nó còn mang tính biểu tượng nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng là các món ăn trong bữa cơm đó nó cũng có cái tính biểu tượng của nó. Vậy thì thông thường theo truyền thống thì những món gì là thường được đưa vào mâm cơm tất niên, và có thể là những cái món đó nó có ý nghĩa như thế nào đằng sau đó, xin ông vui lòng cho biết. Trên địa bàn của miền Nam Việt Nam mà chúng ta thường gọi là Nam Bộ thì bữa cơm ngoài cái nồi cơm thật là thơm thảo thì bên cạnh đó những món ăn thường thấy mà các mâm cơm tất niên của người Nam Bộ đó là trước hết đó là một món canh. Nói canh cũng được, nói là hầm cũng được, bởi vì đó là món khổ qua dồn thịt hay là cá thác lá. Cái ý nghĩa của nó đó là một cái món ăn nông nghiệp. Tuy nhiên bên cạnh đó cái ý nghĩa về mặt khát khao của con người Nam Bộ đó là qua bữa ăn đó cầu mong năm mới những cái khổ nó sẽ qua đi. Thì có thể nói đó là một cái món mà không thể thiếu trong các mâm cơm tất niên của người Nam Bộ. Bên cạnh đó thì có thể thấy thêm là đó là cái tổ thịt kho hột vịt. Thì đó là một món ăn thơm thảo người Nam Bộ. Trước hết là dâng lên tổ tiên cái thành quả sụng năm, dâng lên tổ tiên một món ăn thịt, trứng và khác với thường ngày trong bữa cơm phổ biến khắp Nam Bộ từ xưa nay, đó là những món cá, món mắm. Tuy nhiên không thể không nói đến khác như bữa ăn bình thường ngày, đôi khi đó chỉ là những món bình thường ngày Tết. Trước khi để dùng cái cơm thì người Nam Bộ trong bữa cơm tất niên người ta còn kèm theo cái món là bánh tráng cuốn với thịt luộc với rau sống. Có thể nói tất cả trên cái bữa ăn của người miền Nam mà xuất hiện bánh tráng cuốn, bánh tráng nướng đều đó cho thấy đó là gốc
của phía Bắc. Và dĩ nhiên bên cạnh đó là không thể thiếu cái món mà dùng trong ngày Tết, đó là món kiệu. Và để nhớ đến cội nguồn quê hương ở miền Trung, nơi mà củ kiệu rất là phát triển. Vâng, như vậy là có thể thấy rằng là đằng sau những cái món ăn chúng ta tưởng như rất là bình thường là cả một câu chuyện dài về truyền thống văn hóa được ông bà tổ tiên lưu giữ qua nhiều đời. Và bây giờ thì có thể đời sống nó cũng đã khác xưa rất nhiều, và người ta cũng lo là nhiều nét văn hóa xưa nó sẽ mất đi, trong đó có bữa cơm tất niên. Vậy thì theo quan điểm của ông, chúng ta nên có những hình thức lưu giữ như thế nào cái truyền thống tốt đẹp này của dân tộc mà nó vẫn phù hợp với đời sống hiện đại ngày hôm nay? Trước hết tôi phải nói rằng bữa cơm tất niên hay là những cái truyền thống văn hóa khác, điều đó là những cái rất là tốt đẹp, những cái vốn liếng văn hóa tốt đẹp biểu thị cho người Việt Nam nói chung và đặc biệt là người miền Nam. Nó thể hiện từ những bước đầu khai hoang cho đến ngày nay, cho nên có thể nói rằng sự lưu giữ bảo tồn nó là rất là tốt. Tuy nhiên qua thời gian, do nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan mà ngày nay đôi lúc đôi nơi bữa cơm tất niên có khi bị quên đi. Thì theo tôi nghĩ rằng các cái phương tiện công nghệ thông tin, các cái cấp chính quyền mà về đặc trưng về ngành văn hóa nên chăng có những chủ trương phổ biến, quảng bá tất cả những cái giá trị văn hóa đó bằng các phương tiện truyền thông để đến với mọi người, để giới thiệu những truyền thống văn hóa tốt đẹp. Thứ nhất là để lưu giữ, để bảo tồn những bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời qua đó tạo nên nội lực tự sinh để chúng ta có thể sẵn sàng hòa nhập tốt, có thể đề kháng những nọc độc văn hóa không tốt khi mà chúng ta hội nhập vào quốc tế. Như vậy là yếu tố tiên quyết để gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc vẫn là tự chính chúng ta. Mà thôi, ý thức của mỗi người chúng ta trong việc là gìn giữ những cái di sản văn hóa mà ông cha đã để lại. Và nếu chúng ta vẫn còn yêu mến gia đình của mình, vẫn còn muốn được sum họp, được gần gũi nhau, thì hãy biết trân trọng mâm cỗ tất niên. Xin cảm ơn tiến sĩ Hồ Văn Tường với những chia sẻ của ông ngày hôm nay đã giúp cho khán giả hiểu được nhiều hơn nữa về ý nghĩa của mâm cơm tất niên. Xin chúc quý vị có được một mâm cỗ cúng tất niên thật đầm ấm bên gia đình, những người thân của mình, và cùng nhau bước sang một năm mới Bính Thân thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.